Thông báo mời tham dự Ngày Thánh Mẫu 2022 Cartes Majuri. Các linh mục, tu sĩ, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, tỉnh dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Cartes Majuri vui mừng và hân hạnh loan báo cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới. Ngày Thánh Mẫu lần thứ 43 sẽ được tổ chức tại Cartes Majuri từ ngày 4 đến 7 tháng 8 năm 2022 sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid. Kính mời toàn thể ông bà, anh chị em khắp nơi cùng nhau đến dự ngày này, cùng nhau nối kết tình đồng đạo, đồng hương, phát triển và duy trì những nét văn hóa của người Việt Nam tại hải ngoại. Tất cả mọi chi tiết, thông tin liên lạc sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của Ngày Thánh Mẫu 2022 www.ngaythanhmau.net. Tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc rất hân hạnh được đón tiếp tất cả quý ông bà, anh chị em trong dịp hành hương đặc biệt sắp tới đây. Nguyện xin ơn trên luôn gìn giữ và chúc lành cho tất cả chúng ta. Linh mục Philip Đỗ Thanh Cao, trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu 2022, linh mục Gioan Trần Quốc Toản, tỉnh phục vụ.